Trong khi đó, tối qua ngày 14 tháng 5, chương trình Văn nghệ xây nhà từ bi vùng cao diễn ra tại Hà Nội đã quyên góp được gần 250 triệu đồng dành tặng cho các hộ nghèo ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Chương trình do Câu lạc bộ Phật giáo và Doanh nhân tổ chức, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự kiến, ban tổ chức tài trợ cho 6 hộ gia đình đặc biệt khó khăn để xây dựng làm mới nhà ở, góp phần nâng cao đời sống.